Hello, chào mừng trở lại với kênh review của Sơn Smile. Hôm nay anh Tiến cùng mọi người xem một chiếc Bugatti, một cái hộp ba chà bứ luôn nha. Rồi, thì năm ngoái là bắt đầu đã Bugatti đã bắt đầu họ giảm giá nhiều những dòng sản phẩm để giá thực tế hơn. Thì đến năm nay thì anh Tiến mới có dịp để lên tay chia sẻ với anh em. Tại mấy năm trước thì cũng thấy nó cũng hay ho nhưng mà giá hơi kỳ, không có làm ha. Rồi ta sẽ có một cái khay hộp rất là lớn, màu sắc hay ho ha. Và được tặng thêm một cái xe đó cho anh em, kiểu anh em thích chơi cái môn thể thao hoặc là thích sưu tầm siêu xe thì có một chiếc đây, một nguyên siêu luôn nha, em để đây. Rồi. Rồi một cái khay, chúng ta sẽ có khăn và sổ. Rồi. Rồi bỏ qua nha, quay trở lại với phần quan trọng nhất, đó chính là một em đồng hồ. Review đồng hồ mà thì đằng này có cái mã nó nhìn hay hay anh em, con này nhìn khá hay ho. Đấy. Anh em nào mà thích cái phong cách rồng phượng chắc chắn sẽ không có nào bỏ qua những phiên bản thế này, nó rất là ngầu anh em. Đấy. Rồi phiên bản ta sẽ có cái mã sau lưng này ha, cái mã chắc chắn sẽ trùng với tất cả những con cái phiên bản màu khác thôi, BG5608G.C. Size mặt á, thì hãng họ công bố là 45, mà 45 chắc là cái gây cái dành cho anh đây thôi, còn cái dành ngoài bìa luôn thì nó khoảng 48. À, độ dày khoảng 14 và lớp tua lớp thì khoảng 52. Anh em mình cái size hơi hơi hoảng ha, nhưng mà khoan, anh em đừng có hoảng vội, vì nó dáng nó cong mà, nên dáng nó cong, nhưng mà khi lên tay á thì anh không phải lo lắng đâu, vì dù sao họ sản xuất thì họ đã tính toán rất kỹ rồi. Đó, không? Cái tay em mà rất là nhỏ nha, nhưng mà lên thấy cũng được không? Tay em tính chỉ có 15.5 thôi, à, lên vẫn rất là ổn áp thôi, nhìn nó rất là trẻ trung ha. Rồi, thì em tính có hai phiên bản. Thì dòng này sẽ rất dễ lên tay ha, đúng nghĩa luôn, nghĩa là tại thống ít ai tay nhỏ giống em lắm, thì đa phần anh em sẽ có cổ tay trung bình thì khoảng tầm 16.5 á là anh em chơi được rồi, không phải lo lắng. Thì đợt này sẽ có hai phiên bản vỏ bạc, nhưng mà một phiên bản đính đá và một phiên bản trơn thế này, thì em Tiến sẽ làm cái trơn trước rồi mình sẽ coi cái đính đá sau nha. Đính đá khi nào nói phần vỏ mình sẽ coi lại cái đính đá, tại vì họ sẽ có một vài cái em không hài lòng lắm về chất lượng hoàn thiện, thì mình sẽ nói rõ phần vỏ sao, mà đi vào mặt số trước đã. Rồi ta sẽ có ở trong thì 12 giờ sẽ là chiếc Bugatti, rồi cái vòng này tại vì ta có cái độ dày nó tới 10 14 hơn một xíu, rồi chúng ta sẽ phô diễn được rất nhiều chi tiết bên trong, anh thấy rõ. Cái trước đây thì gọi là ring insert, còn biết những dòng dán tonneau thế này thì họ dùng từ gì cho ở đây. Và ta sẽ có cái rành rất là lớn, khung đen này rất là lớn, sẽ chia phút ở trên số này, cứ 5 10 20 cho anh em ha. Mà đây ở để 05 nha, không phải số 5 để 05, 55 này rất là cân đối ha. Rồi, và chi phút chi dây cực kỳ nhuyễn luôn. Ở đây ta sẽ có 20 chân kính, máy tự động. Rồi, anh em nhìn thấy cái máy phô diễn chạy 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 là biết máy tự động rồi. Rồi. Bộ kim thì sẽ kim skeleton nhiều nhất có thể, đầu kim sẽ được sơn dạ quang. Rồi kim dây cũng sẽ tương tự như luôn, mà cái form thì sẽ giống hình than hơn, không phải hình tam giác ha, hình than có sơn dạ quang bên trên. Rồi, nhân vật chính của chúng ta đó chính là Ghost Rider. Phim con rồng này thì sẽ được làm rất là, tại nhờ cũng phải nhờ bởi vậy anh em thấy được mới làm được con rồng đẹp được như vậy, anh thấy rất là rõ ha, những cái chi tiết họa tiết em sẽ lớn hết cỡ luôn, đi zoom hết cỡ cho anh em nghe. Đó, mình sẽ coi được con rồng rất là kỹ lưỡng nha. Và phiên bản này thì họ sẽ làm thủ công nhiều, bởi vì khi mà anh em thấy con rồng ở đây, cái phần tạm gọi là tóc nha, em biết dùng từ gì nữa, hai cái sừng ở đây rồi, cái tóc này thì họ sẽ có bạc và đen sang đan xen phải không? Thì con này với con kia không giống nhau, con đính đá không giống nhau nha. Và ta sẽ có những chi tiết họ làm đen, đó phần dưới đây đen, nó cảm giác nó 3D nó khủng khiếp luôn, quá kỹ lưỡng này hoa, quá khủng khiếp. Quẩy rồng, con rồng uống không? Họ làm cái dáng con rồng nhìn nó uống rất là khỏe, là em nhớ tới bảy viên ngọc rồng quá, lúc mà gọi thằng rồng nè, cái dáng cũng giống giống vậy nè. Đó, thì cái vảy họ sẽ làm những cái điểm sẽ có đen. Cái màu bạc này thì nó hay hơn cái màu vàng hồng. Màu hồng thì em thấy họ chỉ làm cho nó nguyên con vàng hồng thôi, có vẻ khó làm hơn. Còn màu bạc này thì họ đã sơn đen một xíu lên, họ đánh là chút xíu nhìn nó rất là hay ho. Cái vảy thế này họ chạy quanh thế này mà vẫn có thể làm đen được chút 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 cho nên cái đuôi đây luôn, rất là đã mắt ha. Và cái phần cầu ở dưới thì họ đã làm cho nó xám đi, để mà con rồng nó sẽ nổi lên trên hẳn khỏi cái phần cầu bên dưới luôn. Anh em sẽ khi nào quan sát anh em thấy được cái nền cầu không, không thấy đâu, nhưng mà để cái mặt số đẹp thế này mà vẫn hỗ trợ việc xem giờ thì họ vẫn để những cọc số
nó có dạ quang và nó sẽ nằm ở bìa hết cho anh em. Anh muốn mà mặt số lớn có cái lợi thế lớn ha, rồi phải làm nó rất là dễ dàng và cảm giác nó không có bị gò bó này, nó rất là phóng khoáng ha. À, rất là đã mắt cái phần con rồng. Bây giờ tắt đèn thử coi dạ quang nó làm sao, em thấy con màu con kia vô luôn. Đây dạ quang cho anh em ha, màu xanh dương và mắt con rồng cũng sẽ có dạ quang luôn, nhưng mà dạ quang nó sẽ không có sáng nha, em đã phải kéo rèm là cho tối thui luôn thì mới được như vậy. Đó, rõ ràng là không có sáng nhưng mà nhìn nó hay hay ha. Ảo diệu chứ ngầu. Rồi tiếp tục tới phần vỏ một xíu rồi chúng ta sẽ đi vào cái con phun đá nha. Cái phần vỏ thì ta sẽ họ làm rất là nhiều chi tiết, nhất là về cái kiến công. Kiến công thì sẽ có phủ một cái dẻo quang màu xanh nhẹ nhẹ nữa đó. Nó sẽ tạo cảm giác như con rồng đang bay trên mây vậy. Rồi phần viền benzo với phần vỏ công thế này hoàn thiện rất là khó nghe nè, nhưng mà họ vẫn ghi mới chống nước rất là dữ dội luôn. Đây cho anh em coi nè, 5 ATM nha anh em. Đó. Rồi vỏ thì làm rất nhiều chi tiết luôn, đan xen nhau, có sẽ có đánh xước ở ngoài bìa ha, trong rãnh này là nhám cát nha anh em, rồi đánh bóng ở những cạnh góc vát góc thì đánh bóng nè. Phần bezel bên trên thì sẽ có những cái gờ cao để bảo vệ cái phần này nó đỡ, tại mặt tiền của mình mà, thì cái gờ này nó sẽ bảo vệ phần vỏ nó đỡ ha. Em dùng từ rất rõ về phần vỏ ha, tại vì cái kiến con này vẫn cao hơn, rất là chỉnh chu nghe, cái kiến vẫn cao hơn nhiều và được vát góc rất là đẹp. Kiến công đây logo, con máy này sẽ có hỗ trợ anh em có tay nhưng mà không có hacking stop. Đấy, khi anh em xài cái máy cơ cũng để ý ha, cho dù con này chỉ có 3 kim nhưng mà lưu ý một xíu cho anh em luôn là khi anh em chỉnh giờ thì anh em nhớ cố gắng là mình mới dùng cái hồ mới mới nhận thì mình không biết là nên chỉnh thuận hay chỉnh xuôi, thì mình có thể chỉnh thử, ví dụ như anh em quay ngược đi đó, nhưng mà khi anh em quay vậy nè, ở kim đi ngược thấy kim dây nó giật lại là anh em biết, anh em nhớ là sao mình cứ quay thuận theo cái máy thiết kế, nó không gái gì hết là nha. Rồi lưu ý một xíu vậy thôi. Còn tới theo tới phần con phun đá thì nó sẽ sang trọng hơn rất là nhiều cho anh em. Đây, sang trọng hơn hẳn ha. Và họ đính ở phần trên thôi, toàn bộ phần trên này hết, những cái niềm benzo họ sẽ đính hết luôn. Mấy ngóc này là giả nghe nè. Nó giả rồi, đính luôn, đính cả cái gờ trên đây luôn, cũng sẽ đính đá trên đây và mỗi viên đá đều sẽ có chấu để giữ lại. Đây, dây ta sẽ có dây cao su foam dày, gờ mịn, khá dẻo thôi. Nhưng mà tại vì so với BRS, tại em sợ BRS thì con này khá dẻo và về mức giá thì nó rẻ hơn BRS, nhưng mà mình cứ chưa có nào tương tương xứng nên so với BRS nha. Rồi về phần khóa xe cái điểm trừ nha, khi anh em gờ cái khóa này sẽ thấy là nó rất là bén này, rất là bén nha, điểm này rất là điểm trừ luôn, gờ ra góc nào rất là khó chịu. Còn nếu mà nhìn nhìn dáng á, thì nó đẹp đó, vừa nét GT ở đây cho anh em, khóa dày nhưng mà hoàn thiện á, thì nó bén lắm, nó bén ngót à. Rồi tay khó chịu ha, anh em nào xài chắc phải xài thời gian cái mình cứ chà chà vậy nè, nó mòn bớt cái góc đi nó dễ chịu hơn. Rồi bu nét cho anh em nữa nè, trên khóa trên cái đĩa cũng sẽ có này. Đó, họ đóng rất là nhiều logo. Rồi cái nắp sau thì cũng một cái rất là hay ho, bởi vì cái vân cái đuôi con rồng nằm sau lưng đây là sẽ có được tráng thủy nên nó sẽ ẩn hiện biến màu ẩn hiện hiện. À, đó. Nắp sau sẽ lỗ máy luôn cho anh em ha, tất cả cái cổng máy bên trong thì họ đều sẽ là mạ màu xám chỉ có bánh răng này ốc yết thì họ phân màu bạc truyền thống, tất cả thì sẽ là thép nè, máy tự động Bugatti và sẽ là tất nhiên cũng sẽ cong lên tay luôn cho anh em, nó sẽ cong hết luôn. À, mà thiết kế con này thì nó rất là khủng khiếp ha. Và về giá cả hai phiên bản này thì em Tiến đều đã có cập nhật tại website và giá nó sẽ thay đổi theo thời gian. Đâm ra anh em nào đang cần giá phiên bản nào thì một lên inbox cho em, hay là mình có thể coi tham khảo tại website ha để được hỗ trợ. Website thì em cập nhật cố gắng cập nhật nhất có thể, nhưng mà nhắn tin cho em qua Zalo 0933 777 902 cập nhật giá nhanh nhất ha. Mức giá hiện tại đang rất là tốt rồi, nó rất là thực tế ha, chứ nó không có bị kiểu như đợt trước hơn 20 thì nghe nó kỳ quá. Đợt này thì giá rất ổn, rất kỳ ổn luôn. Và anh Thế cũng xin chân thành cảm ơn các anh em đã lựa chọn xem video của Smile trong hàng triệu video. Xin phép hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha. Bye bye.